Chào các bạn nha. Đây cho các bạn coi vườn rau của mình chuẩn bị vào mùa hè. Ồ, cải xanh này giờ lên em hả? Đây, cải xanh nè các bạn. Đó, khoảng chừng từ sau là ăn được rồi. Này là tỏi. Các bạn thấy tỏi chưa? Ủa nắng rồi, tỏi lên lẹ rồi mà. Mày cây su mới lên được con khúc rồi. Rồi cho qua bên này. Đây, cải xanh đây lên cũng hơi bự bự rồi. Hành tây. Đây cải xanh đây các bạn. Ồ, cải xanh rồi là dày luôn rồi. Đây úc qua, đây là cây úc qua. Úc qua trồng như đây là lớn ở đây à. Đây cũng bí ủ qua luôn. Bầu đây nè các bạn. Đó. Bầu đây. Mới có lên ở này chắc cũng 2-3 tháng mới có trái ăn. Bởi vì mình chờ cái bầu một cột của mình, dàn bầu một cột của mình lên chắc hơi bị lâu. Đây. Cà chua cũng mới lên. Ngon nè các bạn. Ngon nè, ngon lên được như đây rồi nè. Ngon. Rồi nó canh rồi đó. Nên canh rồi. Bên này tứ phê luôn các bạn. Mùa hè bên này là tứ phê luôn á. Rồi bên đây hồi sáng đi làm gà về nè. Bên đây là gà làm gì? Gà hấp sả. Hấp sả hả? Cháu hiện có cháu gì? Cháu ngò gai. Cháu trứng ngò gai. Cháu trứng ngò gai hả? Cầu gai. Được. Chả cá măng. Chạy cá măng, có chạy cá măng nữa hả? Ôi đùa. Đùa dữ. Đùa làm cái làm gì? Làm sao vậy? Làm gà sao vậy? Sự kia. Đâu, rồi lấy con đấy. Ồ, lòng rồi. Đây là lòng thắt bính nha. Thì ra. Lòng. Ồ, lòng thắt bính, giống thắt bính gái hả? Cho mấy người thì giống nhau, mọi người nói những gái trọng cái mạng quá trời. Thì tính anh phải gái mà phải nói gái thôi. Rồi sáng anh em đi mua mấy chục gà gì cho nó quay, cho nó làm lông. Bây giờ có bộ đồ lông rồi. Nhậu thôi. Món đầu tiên hả bro? Món đầu tiên. Lòng gà xào tí ngô. Tí ngô hả? Đây. Đi. Ngô. Ngô.
đầu tiên lai rai trong thời gian chờ mấy món thứ dữ ra. Đấy, món thứ nhất xong rồi, mời cả nhà. Không biết ăn sao mà thấy hấp dẫn quá. Được rồi. Ủa, tự nhiên mình xào mình ăn mình khen ngon à. Kỳ trời. Để bà Phương nhờ, bà Phương có đóng phim thử đi. Bà Phương cứ đóng phim cho. Em thử thì à. Ăn thử nó vừa chưa. Hôm nay mặc nguyên tuổi sẵn. Đến làm con nhà ăn chết đó gì. Đồ, gì cũng xong rồi. Đấy, khó dữ luôn. Rồi, cho vô đó rồi chung. Cái này là mê gà, bộ đồ lòng gà. Gà, con gà, nguyên con gà thì hấp xả rồi. Đó, còn cái này là mê gà. Ăn chung với zucchini. Rồi dữ rồi. Cho thức ăn. Nói cái gì người ta đâu nói ăn tạo rằng. Zucchini. Coi thử trồng xào có ok không? Ừ, giòn ngon á. Giòn, đậm đà ngon á. Vô lên ơi. Chiên hả? À. Chiên mình chiên kia. Rồi mới dục ủ. Rồi được mà. Được mà. Nó không có mất nữa mà. Không mất được. Bỏ đó, bấm nó bỏ chiên rồi. Đây gà hấp xả đã xong. Mới hồi sáng nè, ồ mới hồi sáng đi về bắt được phải không? À. Chạy mà. Mới sáng bắt được á. Năm lớn chưa? Dạ được rồi. Em chiến hay anh? Anh chiến đi. Ủa nó chưa ăn được sao kỳ vậy? Hả? Cứ ăn ăn được tự nhiên bỏ vô đó. Ừ. Vừa làm gì? Ồ, thì rất ngon mà. Thì được, vừa lấy ra đâu sao đâu chưa được. Còn cái món gì ra nữa vậy Phương? Chả cá măng anh. Chả cá măng hả? Dạ. Yeah. Em chiên đấy, nhưng mà em không có làm. Em chiên đây, em không có nào. Em chiên thôi, em không có làm. Người ta cũng có thịt bộ. Đúng rồi, cắt ra, cắt ra vài miếng rồi. Thơm thì có thơm rồi đó, chả thơm rồi đó, mà không biết rồi. Chị lấy đi, chị cắt ra, chị lấy kéo cắt ra. Lấy kéo. Tại vì nó không có lạnh, không có ngon. Đây là kéo, anh lấy này. Cắt miếng nhỏ anh mày thử, chả các bạn thử coi, cắt là mình cho nhỏ dưới ấy, bự quá, dễ. Yeah. Cái này đâu cần chấm gì đâu phải không? Mời các bạn chả cái măng ra. Cái măng này, cái măng Việt Nam bên Mỹ đó. Mỹ hả? Bên Mỹ cũng có cái măng nữa hả? Mời các bạn tới ăn thử sao. Mình là mình phải cá chép thôi, không có cái gì bằng qua cá chép. Ok. Bây giờ mình ăn cá măng nữa coi. Có cay không anh? Hỏi chê. Cho mượn cái kéo cắt. Có bằng cá chép không? Đi đá nữa. Nó ngon. Nó dai. Nhưng mà pha xua là cái này nó pha trộn rồi. Cho nó không có ôm rưới trên nồi như mình. Mình qua pha xua luôn bro. Ngon. Ngon mà. Cứ này bán là mua nhà mà ngon mà không biết nó có ngọt là... nhưng mà làm nó cũng có pha chế nó có ngọt. Dạ. ngon rất rất á. Ủa cái này mà nấu bánh canh rồi ha. Thôi nói vậy. Ủa, mở vô nấu canh mà nấu à, bánh canh vậy. rất mà phải chảy cái măng không, cái măng có chút xíu à, cái măng nhiêu đây mà làm gì mà chả dữ hả? Mới vô xong mà sao cắt hết rồi xài xiết rồi ra là sao? Nhóm này ăn nhiều món quá. Mình đầu làm là 5-6 món. Cháo nóng không ạ? Dạ. Ui, mới hấp dẫn ông nội bây giờ ăn. Ủa, cháo sao nhậu được? Trời ơi, cháo rồi sao mình uống bia? Cháo uống bia rồi. Please slow down. Giờ tự nhiên ông này thấy cốc cái ông đem cháo rồi. No. Bây giờ ngồi nhậu đi trước đi. Chừng nào gần. Cái nồi đi, anh Nhiêm đi. Anh Nhiêm để đó đừng có đặt. Chứ không có đặt hết. Mình để nó lô thôi, để vô vô thôi. Bây giờ ăn gà tăng sắp đồ chả kia chiên rồi. Còn chả nữa.
một tăng nữa Bữa nay làm gì vậy? Chứ bây giờ ăn cháo nữa thôi đi về luôn á. Đi đâu? Nô cháo nước ướp rồi chúng ăn uống rượu đó. Trời chú Hiếu đi. Con đi sao bé? Hả? Con whisky. Đi. Rồi rồi bây giờ uống bia rồi uống rượu rồi ông nội. Trời này mà kêu uống rượu là chết tôi. Đi ra ngoài. Hỏi là gì vậy? Rồi chưa cái gì hết rồi tự nhiên giờ kêu ăn cháo. Con bây giờ gì đi? Uống nè. 7 giờ. Lâu mà. Còn lâu mà. Lâu. Thì lát sớm lại. Cái này mày, là mày. Tôm chôm cải thịt mình không có biết nãy con nhúng cho gì. Nhâm hả? Ngọt lắm. Món nào muốn về bro? Món này con cầu gai. Con cầu nhập gai. Từ Việt Nam qua. Đó, cầu gai này của Việt Nam chứ không phải cầu gai của Canada. Thì như thế nó khác khác. Nhìn nó eo ọt quá rồi, thiếu rồi. Ok, con cầu gai bên đây mình thấy mình làm ra thấy không? Đủ miếng dài 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 thế đã. Muối muối à, muối à. Muối giống như sầu riêng á. Được rồi, bây giờ cho hành nhĩ ngòi vô. Cái con này á mình bị đâm á, có gì chị nó biết không? Không biết rồi. Dạ, mà chị đi trái rồi. Phải không? Cầm rồi lấy ngâm vô. Càng hết hết vô đây. Đó mình nếu đâu biết là bị đâm bị đâm á. Ồ. Rồi mấy ông kia đó kêu mình nó lên bờ. Đái Dũng không? Lấy cái ngâm vô là mày thì ở bên bị đâm cũng vậy mà bên phim cũng vậy, sáng lên đi tập thể dục xong rồi đi ra bơi á, nó cũng đường nhỏ vậy nè. Đủ ra mà ở bên phi đó con nó màu đen. Dạ, ở bên bi đâm vậy đó con màu đen nó đúng không mới nói là đúng rồi. Dạ. Cháo này quá dữ luôn á. Cháo này kêu bằng cháo về chắc. Cháo cháo gì? Cháo trứng cầu gai. Ồ mình tưởng cháo của bà đó. Đủ nhìn hấp dẫn á. Cho bọn chén thôi. Dạ. Chén nữa. Đâu chén của chị Phượng nha. Rồi 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 chờ chờ lấy rồi. Chén ăn. Hiểu. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to con yêu. Quý chị phải nói á. Quý chị phải nói á. Ừ, quý tôi đừng nói. Nói xong rồi đó. Nói xong được. Thổi cái là hết liền á. Không để đường nào nữa. Eo quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Rồi các bánh con gái thì móc cái gì mày móc. Đừng qua hai đứa móc hết cái gì. Các bạn thấy không? Ồ, tanh bành hết à. Gà rồi về tanh bành là từ con uni từ Việt Nam đem qua rồi về chả cá măng rồi gà lòng gà rồi về giờ tanh bành nữa nè phê rồi các bạn. Ok thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Anh em ăn nhậu. Thank you. Hẹn video tên kế tiếp. Bye bro. Bye bye. Không đứt không được. Không nó làm lo cái gì nữa. Thôi rồi sao.